Breakdown. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Click Plus của chương trình Music Plus đang được phát sóng trên kênh Ca Cộng Nhịp Sống. Các bạn thân mến, mình là Chester T và mình là một MC mới trong chương trình của ngày hôm nay. Hiện tại thì Chester T đang ở thành phố Hồ Chí Minh và hôm nay mình sẽ đảm nhiệm là một Licker, sẽ cho các bạn khám phá về những dự án âm nhạc mới của các ca sĩ trẻ hiện tại. Và các bạn hãy đoán xem khách mời của chúng ta ngày hôm nay là ai nhé. Xin mời đi theo Chester T. Xin chào Yumi. Ủa? Mình là Chester T, MC mới của chuyên mục Blick Plus. Và ngày hôm nay Chester T đột nhập vào đây có ý định là mong muốn leak những dự án âm nhạc hay là những sản phẩm âm nhạc sắp tới của Mi, có được không? Cũng được, nhưng mà bây giờ Mi hơi bận một chút. Chắc là T chờ một chút được không? Ok, ok, thế còn được. Đợi xíu nha, okay. Tiếp đi anh. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Blick Plus trong chương trình Music Plus đang phát sóng trên kênh Ca Cộng Nhịp Sống. Và ngay tại đây, MC Chester T và Yumi, ca sĩ Yumi đang ở trong phòng thu của Imaging Sound. Và ngay sau đây chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với ca sĩ Yumi. Xin chào Yumi. Xin chào Chester T và xin chào tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chuyên mục Blick Plus. Và câu hỏi đầu tiên Chester T muốn hỏi Yumi đó chính là tại vì sao mà Yumi lại muốn lấn sân sang lĩnh vực ca hát? Và nhất là hình như là mình vừa nghe thấy Yumi đang thu âm ca khúc She Never Knows đúng của rồi. Chính mình đúng không? Đúng rồi. Mình chưa nhận được một cuộc điện thoại nào và cũng chưa thấy một cái tiền bản quyền nào về ca khúc này mà Yumi gửi cho mình. Ủa? Có cái đó nữa hả? Có chứ sao không? Ủa? Đâu biết đâu. Mi tưởng đâu là Mi thích bài đó của Ti, xong cái Mi đao xuống, cái Mi lấy beat Mi thu âm. Mi còn đang định hỏi Ti là cho Mi xin thêm vài cái beat thôi, tại Mi định làm album. Mà album đó nó toàn là nhạc của Ti các bạn cái thấy. Kiểu là Yumi nghĩ là cái thích hát. Yumi kiếm beat ở trên mạng này hay đúng là rồi. Yumi xin Chester T beat này. Đúng rồi. Yumi hát là thành ca sĩ này. Chưa. Còn đẹp nữa. Ăn mặc đẹp. Ăn mặc đẹp. Chút xíu đẹp. Rồi đẹp. Đúng rồi thành người công chúng, đúng là thành nổi tiếng đúng không? Đúng rồi. Đúng đấy. Mình thích điều này. Đúng. Nhưng mà thôi Yumi đi làm MC đừng ca hát nữa nha. Bởi vì hiểu ý của T rồi. Sao? Bởi vì gì? Không. Bởi vì mới có làm giùm Yumi một chút xíu phần mở đầu thôi mà đã rất là bối rối rồi quý vị khán giả. Thực ra là đùa với tất cả quý vị khán giả một chút xíu cho vui thôi. Khách mời của chúng ta ngày hôm nay rất là tinh nghịch cho nên là muốn hóa thân làm MC thử như thế nào. Nhưng mà phải nói là rất là vất vả đúng không anh? Mới làm MC như Yumi một chút thôi mà đã toát hết cả mồ hôi rồi. Thôi trả lại vai trò MC cho Yumi đấy. Rất là vui khi mà Ti đã nhận lời tham gia talk show của Ca Cộng. Bởi vì em biết là anh đang có một cái chuyến công tác ngắn ngày tại Sài Gòn. Không biết là anh vào đây có những dự án nào không ạ? Thứ nhất là để tham gia một cái vai nhỏ trong một bộ phim sắp tới chiếu trên rạp. Và đồng thời là anh cũng là đồng sản xuất nhạc phim cho cái phim đấy luôn. Và làm một số dự án với các ca sĩ ở trong này. Có vẻ như là cái chặng đường anh đang đi nó đang mở ra rất là tốt đẹp. Không biết là có phải anh đang dần dần thay đổi dòng nhạc underground của mình để chuyển sang mainstream không ạ? Những cái mà Ti theo đuổi từ ngày xưa và những cái gu âm nhạc và cái dòng nhạc từ ngày xưa thì sẽ vẫn giữ nguyên như thế. Vẫn giữ nguyên là một cái chất nhạc underground, chất nhạc rất là thoải mái và không bị gò bó. Nhưng mà đang dần dần tiến đến một cái cách làm việc mainstream hơn một chút. Tức là từ làm việc rồi tham gia những sân khấu lớn, tham gia những cái dự án âm nhạc nó quy mô hơn một chút. Có một chút xíu vấn đề mà chúng ta cần bàn cũng như là tất cả các bạn khán giả đang theo dõi chương trình cũng rất là muốn biết về Chester T là từ ngày xưa khi mà anh bắt đầu đam mê ca hát thì cái chặng đường đó đến bây giờ là nó như thế nào? Mình bắt đầu đi hát từ năm lớp 11. Khi đó là vẫn còn là một rapper, chọn những cái beat ở trên mạng
để hát lên trên, rap lên trên đấy. Sau đấy tầm khoảng 1-2 năm, khoảng năm 2006, 2007 thì mình có gặp những người anh em cùng chơi hip hop và lập một nhóm đa thành viên, đa thể loại đầu tiên tại Việt Nam, tên là Click Click Boom. Nhóm thì có người nhảy này, có người hát này, có người rap, có người beatbox. Năm thành viên, năm yếu tố khác nhau. Rất là thú vị ở cái thời điểm đấy. Về sau thì mỗi người có một công việc riêng, nhóm không còn hoạt động nữa. Just the Tea thì bắt đầu nghiên cứu vào làm nhạc, sáng tác những cái dòng nhạc nó tinh tế hơn một chút. Vô tình là cái thời điểm đấy mình thích nghe rap. Rap thì lại rất hay kết hợp với R&B. Nên là mình nghe và mình thích R&B từ lúc đó cho đến hiện nay. Mình tập tành, mình thu âm, mình sáng tác theo những cái bản nhạc như thế. Vậy thì My lại được biết là anh Chester T có tham gia vào một cái hội, mọi người hay gọi nó rất là nổi tiếng, là có tên là Lady Killer. Thì bây giờ em cũng rất là muốn biết những cái thông tin về cái hội này ạ. Đây cũng là một cái bước đánh dấu trong sự nghiệp của Chester T. Hồi đó là mới gặp anh LK, đang hoạt động trong Sài Gòn và mới ra Hà Nội. Thì hai anh em làm nhạc chung với nhau và cảm thấy rất là hợp. Ra được rất là nhiều cái sản phẩm kết hợp giữa R&B và rap, hip hop. Từ cái thành công ban đầu như thế thì mới bắt đầu phát triển lên thành một cái group bao gồm những người mà yêu thích rap, R&B, hip hop. Và hai anh em lập nên Lady Killer vào mùng 3 tháng 3 năm 2010. Và quý vị khán giả thân mến, cũng giống như là Chester đã chia sẻ và giống như Yumi đã giới thiệu với tất cả quý vị những nhân vật khách mời của League ở những số trước, chúng ta đã có Hà Okio, Kimmy, Antonius là những nhân vật, những ca sĩ đến từ cộng đồng Underground. Họ là những người có một niềm đam mê với âm nhạc rất lớn, sẵn sàng đầu tư rất nghiêm túc với những sản phẩm âm nhạc của mình. Tuy là không được chính thức phát hành rộng rãi như là những sản phẩm âm nhạc chính thống khác, nhưng các bạn trẻ thì rất là yêu mến và số lượt xem ở trên mạng có thể lên đến vài chục triệu view. Và quay trở lại với câu chuyện của Chester T, thường thì các nhạc sĩ làm nhạc underground, làm những cái dòng nhạc mà người ta gọi là nghe rất là dễ bắt tai, thì họ cần có một cái phòng thu rất là hoành tráng để có thể làm tốt hơn, những cái beat nhạc hay hơn, lạ tai hơn. Vậy thì không biết với anh đã đầu tư cái phòng thu của mình như thế nào? Mình không quan trọng về cái phần phòng thu cho lắm. Bọn mình chỉ cần dùng đến những cái đồ rất là cơ bản thôi. Cái nhạc này chưa thực sự cần thiết để mà phát triển rộng rãi đến mức chính thống đến như vậy. Để cần những cái thiết bị thu âm hay là những cái thiết bị chuyên nghiệp để xử lý rộng rãi vào cái chất giọng của người. Và em có một xíu thắc mắc là không biết mà khi mình không có đầu tư hoành tráng về phần âm thanh như vậy đó anh, thì cái chất lượng của bài hát khi mà ra đời nó có đảm bảo được để đến với tay người nghe không? Thời gian đầu nó cũng hơi khó khăn vì hoàn toàn là tự học. Về mix, về sáng tác. Nói chung là làm nên một sản phẩm âm nhạc như thế, mình không được học bất kỳ một cái qua trường lớp gì cả. Thực ra thì người nghệ sĩ thì ai cũng muốn có một sự đầu tư, có một sự đảm bảo về kỹ thuật phòng thu, về những cái mà để làm nên một sản phẩm rất là tốt. Nhưng mà hiện tại thì Chester T và những anh em trong Lady Killer đang rất là muốn đảm bảo về sự kiến thức, về những kiến thức và những cái hiểu biết về âm nhạc trước đã. Và sẽ có những cái kế hoạch để đảm bảo về kỹ thuật thu âm, sự đầu tư về phòng thu, về âm nhạc để làm nên một sản phẩm tốt hơn. Cái bài hát nào là cái bài hát mà để đưa anh đến với các bạn trẻ từ đầu tiên khi mà anh bắt đầu làm ca sĩ? Ôi nhưng mà này kinh lắm. Kinh lắm hả? Có phải cái bài Vô Vọng không? Đang định giơ tay. Tại sao em lại biết nhỉ? Có một người bạn ở trong Lady Killer đã cho em xem cái MV. Đó cũng là một người bạn của anh luôn. Nhưng mà việc đầu tiên á là em cũng muốn anh hát một câu trong bài hát này, giống như mình ôm lại kỷ niệm xưa vậy đó anh. Anh không biết là anh có còn nhớ cái ca khúc, anh còn nhớ lời ca khúc đấy không? Hình như cái bài đấy anh fit với bài Emily. Đúng rồi. Nhưng mà bài đấy anh rap. Rồi. Ngày xưa anh hát một cái câu, có một cái câu tiếng Anh. No more tears cause I cry every night. When I was young baby, when I was young baby and now I just... Quên. Anh không nhớ, ngày lâu xưa anh... quá rồi đúng không anh? Đúng rồi, ngày xưa anh viết cái câu đấy viết vui thôi, viết cho vui thôi, bởi vì trong một bài rap thì có một chút gọi là chêm chêm một chút melody vào đấy cho nó ngọt ngọt, nên là viết bừa ấy.
Thực ra Hiếp viết thì cũng chả hiểu là ý nghĩa là muốn gửi chọn cái gì vào trong bài hát. Nhưng mà cái quan trọng là cái phần lời Việt của anh khi mà rap thì anh đã hát hết trong đấy rồi. Cái phần này anh viết tiếng Anh nên là anh chả hiểu mình viết cái gì luôn. Và cũng không nhớ luôn. Giống như anh vừa mới chia sẻ, và em cũng đã nghe rất là nhiều bài của cộng đồng underground. Thì em thấy dường như là lúc nào họ cũng có chêm vô những cái câu hát tiếng Anh hết. Một cái bài hát tiếng Việt, thuần Việt, nhưng mà phải cũng phải có những cái câu hát tiếng Anh vô. Không biết là có cái lý do gì trong việc này không? Hay là cái vốn tiếng Việt của mình đến cái lúc đó mình không có bỏ vào trong đó được, mình phải đổi thành tiếng Anh để mà cho nó có nhiều cảm xúc hơn? Thực ra thì cũng không hẳn là như vậy. Bởi vì bọn anh tiếp cận với lại âm nhạc qua những cái bài hát Âu Mỹ. Bản thân anh nghe những cái bài hát đấy từ khi còn rất là nhỏ. Nghe nhạc như thế thì về sau nó thành trong cái tiềm thức của mình ấy, nó tự xây dựng rất là nhiều những cái mà nó cứ quẩn quanh trong đầu những cái câu hát tiếng Anh. Khi mà viết một cái giai điệu lên, một cái melody lên, xong rồi mình ướm lời vào đấy, mình thấy cái câu tiếng Anh này rất là hợp, thì mình bỏ vào đấy một cách nó là phản xạ không điều kiện thôi. Cứ thế mà hát nghêu ngao lên, xong rồi nó thành cái câu đấy thôi. Nhưng mà thời gian gần đây thì anh vẫn luôn sáng tác những cái bài rất là thuần Việt. Những cái bài mà có tiếng Anh vào thường là những bài mà nó hơi mang cái âm hưởng gọi là nó thuần chất một tí. Còn khi mà anh viết những bài mà cảm xúc ấy, thì anh viết những bài mà đặt nguyên tiếng Việt vào để cho người ta hiểu được những cái mình gửi gắm vào trong bài hát. Và em còn được viết thì anh còn viết nhạc cho rất là nhiều ca sĩ khác nữa. Mà mới đây nhất là một cái bài mà được đầu tư phần mình hình ảnh rất là đẹp của nhóm 365, đó là Get On The Floor. Vậy thì làm thế nào để mình có nhiều cảm xúc như vậy, vừa viết nhạc cho mình vừa viết nhạc cho người khác nữa? Cũng tùy bài hát mà mình dành chọn cảm xúc của mình trong bài hát đấy. Là nhạc sĩ thì ngoài cái cảm xúc của cá nhân thì còn còn là một người truyền thể những cái giá trị cuộc sống, những điều diễn ra trong xã hội vào trong một bài hát. Anh chỉ là người góp nhặt những cái mà ở trong những cái mà anh nhìn thấy, những điều mà anh đã trải qua hay là những điều mà người khác trải qua, không hẳn là cảm xúc của cá nhân mình. Thế cho nên là anh viết được rất là nhiều cái bài hát mà nhiều khi nhiều bài chẳng liên quan đến nhau luôn. Nhiều bài mà mình chưa gặp bao giờ nhưng mà mình lại viết được. Thì cứ coi như là đấy là của bạn anh đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng điểm qua một chút xíu về những bài hát nha, như là Người Lạ Nơi Cuối Con Đường. Không biết là có điều gì thú vị cho cái bài hát này để chia sẻ không? Cái kỷ niệm mà mình nhớ nhất với bài Người Lạ Nơi Cuối Đường đó chính là bị đánh rất là đau và ăn rất là nhiều cát vào mặt. Đấy là những cái cảnh quay ở trong MV của bài đấy. Mà thực ra thì cái bài hát đấy thì thực sự thì Justin hồi ra bài hát đấy không nghĩ là nó hit như vậy. Mà khi mà cho lên được một thời gian thì nó một người bạn gửi cho mình xem một cái bảng xếp hạng ở trên một kênh radio thì nó đang đứng ở trên đầu. Mình rất là vui ở đấy, rất là phấn khởi và có những cái gọi là động lực để làm những cái sản phẩm tiếp theo. Đấy là những bài hát đầu tiên mà mang cho mình cái động lực lớn đến như vậy. Còn bài tiếp theo là bài She Never Know. Bài hát này thì My và rất là nhiều người bạn của em rất là thích. Không biết là với bài hát này thì anh có kỷ niệm gì đặc biệt với nó không? Kỷ niệm đặc biệt với bài hát này thì anh không có. Anh vạch rất là nhiều dự định khi mà ra bài hát này. Nhưng mà trước khi bài hát ra thì bị leak. Nguyên nửa bài hát bị leak lên trên mạng. Không hiểu ai leak luôn. Rồi sau đó tính quay MV. Nhưng mà cũng không có cơ hội để quay. Bài này là một bài hát nếu mà đánh giá người nghe rất là thích. Nhưng mà có rất là nhiều chuyện buồn đối với bài hát này. Em cũng có nghe một số bài như là Xin Anh Đừng. Và còn có thể nói được là anh có một sự kết hợp với rất là nhiều những nghệ sĩ ở ngoài Bắc nữa, như là LK, rồi Tolliver, rồi Big Daddy, rồi Emily. Và có bài Real Love với Kimmy nữa. Bài Real Love này thì lần trước mà Kimmy có nhận lời phỏng vấn của Lick Plus đó, thì Kimmy có chia sẻ là sau khi mà có một cái sự thành công trong bài hát này thì mỗi lần hai người gặp nhau thì hay kêu Justin T, my real love. Đúng không ạ? Đúng rồi, Kim nghĩ ra cái trò đấy đầu tiên. Thì bài hát này rất là vô tình khi mà anh gặp Kim ấy. Thì hồi đấy nó cũng vừa mới ra ngoài Hà Nội xong. Anh thì trước giờ toàn viết những bài rất là buồn. Nó thì toàn rap. Chả biết tả như nào nhưng mà rất là cá tính. Hay là hai đứa gặp nhau em muốn làm một cái ca khúc nào đấy nó khác bọt hẳn đi so với những cái ca khúc của hai đứa thời điểm trước đó. Hồi đấy có dịp Valentine, hai đứa quyết định làm một bài tình yêu thiệt là đẹp. Rất là
mây trắng mây hồng bay bay liềng xiềng ấy, kiểu thế. Thế là hai đứa ngồi viết, mà cái hồi cái thời gian đấy viết bài đấy thì đối với anh nó đúng như kiểu một cực hình luôn ấy. Kim thì nó thích viết tiếng Anh vào đoạn điệp khúc, thì anh cho nó viết, nó thì viết mấy đoạn đấy rất là nhanh, còn anh thì ngồi viết đoạn tiếng Việt khó kinh khủng với khiếp luôn. Cuối cùng thì cũng xong được cái bài đấy và cũng khá là thành công. Đúng rồi. Đánh dấu cái sự trở lại của Kimis rất là tốt. Đấy, cái bài đấy là bài cực hình, cực khổ nhưng mà rất là thú vị ở cái điểm đấy. Bởi vì anh chia sẻ là những cái đoạn tiếng Việt anh viết rất khó. Trong bài đó thì anh thấy đoạn nào là anh viết khó nhất? Anh hát luôn cho em nghe và tất cả các bạn khán giả cùng nghe đi ạ. Ở trong bài hát đấy thì có một cái đoạn đối thoại rất là khó viết. Đối thoại giữa nam và nữ và dùng những cái lời lẽ rất là... Nó không quá bay bướm nhưng mà nó phải mang một cái nghĩa gì đấy rất là đam mê nhau. Rất là mang đến cho nhau cái sự tin tưởng và những cái gần gũi. Đây là lời hát đối thoại. Em cứ nghĩ đâu là nam đâu là nữ tùy em. Rồi. Là bình minh sương đêm tan nhanh trên lá, anh mang ánh nắng về bên em. Là hoàng hôn nhìn đôi môi em lên má, yeah, anh coi vết son như sắc màu làm cuộc sống thêm thật nhiều điều ấm em. Với những khát khao thuần vui từ trên bờ vai này, bên anh thời gian ngừng trôi mãi. Anh vừa bị líu một đoạn nào đấy. Không sao đâu ạ, chỉ là thị phạm lại thôi mà. Nhưng mà nghe rất là cảm xúc ạ. Và đây cũng là điều em muốn nói với tất cả các bạn khán giả rằng những người nhạc sĩ theo nhạc underground thì không chỉ họ viết tiếng Anh hay mà khi hát tiếng Việt thì họ cũng đặt rất là nhiều cảm xúc vào trong bài hát. Và bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục điểm qua những cái khúc của anh. Có cái bài này thì nó mới xuất hiện thời gian gần đây thôi và các bạn trẻ rất là yêu mến. Em để dành mãi đến bây giờ mới muốn hỏi anh, đó chính là bài Người nào đó. Không biết là anh có điều gì chia sẻ với bài hát này không? Đây là ca khúc anh viết nhanh nhất từ trước đến giờ. Tức là anh viết trong cái khoảng thời gian 4 tiếng đồng hồ, cả viết cả thu âm và làm thành một sản phẩm. Rồi. Đấy là ca khúc đầu tiên trong cái cuộc đời của anh mà từ trước đến giờ, trong cái chặng đường của anh mà anh viết nhanh nhất. Vậy mà lại nó đang mở đường cho những cái sản phẩm sau này chắc chắn là sẽ nhanh giống như vậy nữa không? Cũng không hẳn là nhanh nhưng mà đảm bảo được về cái thời gian và những cái dự án khi mà mình nhận về và những cái tức là mình hay đặt ra những cái dự án, đặt ra những cái mục tiêu để hoàn thành, thì bây giờ mình sẽ cố gắng làm sao để cho cái về cái vấn đề thời gian nó sẽ kịp cho những cái mục tiêu mà mình theo đuổi. Anh sẽ học lấy cái tác phong làm nhạc của cái bài Người nào đó này và sẽ áp dụng vào những ca khúc sau, nhưng mà vẫn phải đảm bảo về chất lượng. Bởi vì thường là những cái bài hát anh ra rất là lâu là vì anh nghiên cứu kỹ về melody ở trong bài hát, những cái bài hát mà anh sáng tác. Anh không muốn cái nào trùng nhau cả. Anh không muốn bài nào cũng giống bài nào, hay là về kể cả về lời lẽ, anh muốn mỗi bài một nội dung riêng. Không có những cái bài mà nó giống nhau về nội dung hay là giống nhau về giai điệu hay là giống nhau về những cái style ở trong bài hát. Đấy, thế cho nên là anh làm nhạc rất là ra được một sản phẩm anh phải nghiên cứu rất là lâu. Em thấy có vẻ như những cái bài hát của anh, những cái bài hát mà được giới trẻ yêu thích thì đều phát hành online. Không biết là có một cái lý do nào không? Tại sao anh không dùng những cái bài hát đó? Nó rất là hay, rất là chất lượng, được đầu tư rất là nhiều. Thì tại sao không phát hành album? Lúc đó mình thu về lợi nhuận để mình giống như là mình có cái chi phí để mình tiếp tục đầu tư những cái sản phẩm sau nữa. Như Justin T được biết thì trước đây những ca sĩ có những cái cách kiếm tiền riêng như là đi diễn này, hay là có thể in đĩa ra bán để thu lợi nhuận về cho mình. Nhưng mà hiện tại thì cái thời điểm hiện nay thì rất là nhiều cách để thu lợi nhuận được cho nhạc sĩ hay là ca sĩ hay là những người mà làm ra những sản phẩm âm nhạc. Có thể vận dụng qua online, qua mạng hay là qua những rất là nhiều cách để mà thu lợi nhuận về cho mình. Thì, ví dụ như là nhạc chung ở chờ, download, nhượng quyền bản quyền, hay là làm nhạc quảng cáo, rất là nhiều. Và qua đó thì sắp tới đây chúng ta lại có thêm một vấn đề nữa là download mất phí. Và các ca sĩ giống như là Justin T đây sẽ có thêm một nguồn thu nhập nữa. Ngay bây giờ thì chắc là tất cả các bạn khán giả đang rất là nóng lòng muốn nghe anh hát ca khúc Người nào đó tại phòng thu này để gửi tặng đến tất cả các bạn ạ. Ok, Justin T rất là sẵn sàng hát cho các bạn nghe. Bài hát này dành tặng cho... Thôi anh không muốn nói nhiều. Em cứ nghe đi rồi sẽ hiểu những điều anh muốn nói với em.
tình cờ mình quen biết. Và một ngày trời xanh nắng buông xuôi nơi con tim, đưa đôi chân em đang bước đi với những câu chuyện buồn. Đừng nhìn về quá khứ, đừng tự làm nhòe đôi mắt. Mình mong em sẽ vui lên khi phía chưa đường dài kia sẽ mãi luôn. Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy. Một người lặng lẽ sống bên em chân thành, đến khi vết thương trong em lành lại, gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày. Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những mắt nào. Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân. Chân lối em đến hè bình yên. Here beside your heart, beside your tears, I love you much, so I stay here. Anh đứng đây nhìn cuộc sống em tràn đầy, mà tại sao những đứa trống rỗng lại làm vai em lạnh gầy. Gió bấc nơi đây, xoa dịu vòng tay. Anh chưa gặp người con gái nào làm trái tim này phải say. Every day, every night, I can say anything in my mind. I love có you. Có một người lặng lẽ đứng bên em vô hình, giấu đi những tâm tư của mình và nghĩ đến em từng thương nhớ ấy đang đong đầy. Một người lặng lẽ sống bên em chân thành, đến khi vết thương trong em lành lại, gió sẽ mang niềm vui ấm áp hơn mỗi ngày. Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những mắt nào. Thì em hãy luôn sống những phút giây em yêu đời, và một người nào đó sẽ luôn theo sau những bước chân. Sau với những giấc mơ, chỉ cần thấy những nỗi buồn em tan biến đi, và hãy mãi nở nụ cười trên môi em. Cầu mong nơi ấy bình yên sẽ khiến những rung động trở về. Không biết cái bài này anh viết dựa trên cảm xúc như thế nào ạ? Chắc là có một cơn gió thoảng nào đấy đến với mình, cứ có một mạch cảm xúc như nào, cứ thế mà ngồi viết thôi. Cái tựa bài hát Người Nào Đó ở đây, nó đang muốn nói đến vấn đề nào nhỉ? Giống như là người nào đó là muốn có một cái người cố định nhưng mà chỉ riêng bản thân mình biết thôi, hay là một người nào đó mình vẫn chưa biết nữa? Yumi có thể hiểu theo ý nào cũng được. Bởi vì cái người nào đó này, nếu mà có thì mình cũng sẽ giữ bí mật. Và nếu không có thì cứ hiểu theo ý kia đi. Nói chung là người nào đó thì là người nào đó. Các bạn có thể hiểu như thế. Vâng ạ. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn hãy cùng lắng nghe tiếp ca khúc Người Nào Đó với tiếng hát của Justin. Và em sẽ là giấc mơ mỗi đêm anh trông chờ, dù anh không thể đến bên em và trao những mắt nhau. Không thể đến bên em, thì em hãy luôn sống những phút giây em hiểu. Xong ca khúc Người Nào Đó với tiếng hát của Chastity cũng chính là nhân vật khách mời trong ngày hôm nay. Và không biết là trước khi mà muốn nói là chào tạm biệt với tất cả quý vị thì anh còn muốn nói điều gì nữa không? Mình thì không giỏi nói lắm, nhưng mà mong là sau chương trình này thì khán giả có thể hiểu hơn về những nghệ sĩ underground, cách thức đam mê, cách thức làm nên một sản phẩm của những nghệ sĩ underground. Sắp tới sẽ lên mainstream rồi. Cảm ơn Nick Plus đã tạo cơ hội cho Chastity có thể trò chuyện cùng các bạn, cùng chia sẻ với các bạn những cái điều trong cuộc sống của mình. Thật tiếc là bởi vì hôm nay Chastity chỉ có đúng với Người Nào Đó này để chia sẻ cho các bạn. Lần sau nếu mà có cơ hội mình sẽ có những dự án mà chưa có một bài hát nào được post lên cho các bạn nghe và sẽ gửi gắm cho
Lick Plus để đem đến cho tất cả mọi người, các bạn yên tâm. Cảm ơn anh rất là nhiều. Và các bạn thân mến, chúng ta sẽ còn gặp lại ca sĩ Chester T vào tập 2 của chương trình và tập 3 nữa. Còn bây giờ thì thời lượng chương trình đã hết rồi. Xin mời tất cả quý vị cùng quay trở lại với MC Trung Hiếu trong Music Plus ạ. Xin cảm ơn.